Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là lần thứ hai mình đến với The Master Việt Nam. Thì hôm nay là mình đến đây để tái khám về cái dịch vụ thẩm mỹ mũi mà mình đã làm. Mình làm ở đây mình cảm thấy rất là hài lòng về cái dịch vụ này. Vì bạn bè của mình đã cũng từng làm đây và mình theo các bạn mình lại đây làm. Thì mình cũng cảm thấy rất là hài lòng về dịch vụ ở đây. Các bạn chỉ cần bỏ ra 5 phút thôi là đã sở hữu được một cái mũi rất là đẹp. Và mình cũng không cần bỏ thời gian ra để nghỉ dưỡng ha. Lúc trước là cái mũi của mình, cái dáng của nó là nó hơi hết và cái da mũi của mình rất là mỏng, và khi mình làm ở chỗ này thì dáng mũi của mình nó trở nên là cao hẳn ra và cái mũi của mình nó cũng thu hẹp lại hẳn đi. Mình cảm thấy là rất là hài hòa với gương mặt của mình. Nếu mà các bạn đang e ngại về cái việc mà mình tìm cái nơi mà uy tín và thích hợp về cái việc mà làm đẹp á, thì mình cảm thấy nơi đây sẽ là nơi mà các bạn hài lòng nhất, vì mình đã từng trải nghiệm và chứng kiến và mình rất là hài lòng về cái dịch vụ này.